Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách định dạng văn bản trong Word đúng theo Nghị định 30 năm 2020 của Chính phủ về quy định soạn thảo văn bản hành chính nhà nước. Đó là bao gồm các nội dung sau đây. Thứ nhất là canh lề. Thứ hai là chỉnh phông chữ và cờ chữ. Và thứ ba là giãn dòng, giãn đoạn và thuộc lề đầu dòng. Thì đây là các nội dung quan trọng trong định dạng văn bản. Rồi ví dụ như đây, tôi có một tài liệu này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách định dạng tài liệu này đúng chuẩn theo Nghị định 30. Thì đầu tiên á, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn các canh lề đối với văn bản này. Thì để canh lề cho văn bản á, đầu tiên các bạn chúng ta sẽ vào tab layout. Thì các bạn lưu ý nha, đối với bạn nào sử dụng Word 2007 này, 2010, 2013 thì chúng ta sẽ vào tab là page layout. Còn đối với bạn nào sử dụng Word 2016 trở lên thì các bạn chúng ta sẽ vào tab layout. Rồi tiếp theo trong nhóm là page up có một tên chéo chỉ xuống này. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ bấm vào. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện một hộp thoại page up. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab margin này. Rồi ở mục margin, đây chính là canh lề này. Top, bottom, left, right, tương ứng với trên, dưới, trái, phải. Rồi ở trên á, các bạn chúng ta sẽ nhập là 2. Lưu ý nha, các bạn chúng ta phải đổi đơn vị đo là cm nha. Rồi ở trên các bạn chúng ta sẽ nhập 2 này. Ở dưới các bạn nhập 2. Left các bạn chúng ta nhập 3. Right các bạn chúng ta sẽ nhập từ 1.5 cho tới 2. Đó, ở đây các bạn có thể là nhập một trong hai thông số là 1.5 hoặc là 2. Ở đây tôi sẽ nhập là 1.5 nha. Xong rồi thì tôi sẽ chọn khổ giấy. Bây giờ tôi sẽ qua tab bay này. Ở mục bay size thì tôi sẽ chọn khổ giấy là khổ giấy A4 này. Xong rồi tôi chọn vào OK. Đó, như vậy là tôi vừa canh lề cho cái văn bản này đúng chuẩn theo Nghị định 30/2020. Rồi tiếp theo tôi sẽ tiến hành là canh giãn dòng, giãn đoạn cũng như là thuộc lề đầu dòng. Đó. Thì để canh chỉnh đúng chuẩn này, các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào nội dung mà chúng ta muốn canh chỉnh này. Đó, các bạn quét chọn toàn bộ nha, nội dung mà các bạn muốn canh chỉnh. Bấm phải chuột này, chọn vào paragraph. Rồi, ở mục là special này, tức là thuộc lề đầu dòng. Các bạn bấm vào mũi tên chỉ xuống này và chọn vào first line, tức là thuộc lề đầu dòng đầu tiên nha. Thì ở cái mục này á, nó từ khoảng cách từ 1 tới 1.27. Đó, ở đây tôi sẽ để là 1.27 nha. Rồi, spacing tức là giãn đoạn. Thì ở đây có hai mục before và after. Thì ở mục before tôi sẽ giãn đoạn là 6pt, còn ở after tôi sẽ để là 0. Rồi, ở mục là line spacing tức là giãn dòng. Nếu như chúng ta để giãn dòng đơn thì nó nhỏ quá. Để giãn 1.5 line thì nó lớn quá. Ở đây tôi sẽ canh là 1.3 nha. Đó, tùy các bạn nha. Trong khoảng là từ 1 tới 1.5 đều chọn hết. Nếu như các bạn không thích khoảng cách lớn, các bạn để single cũng được. Còn nếu như các bạn muốn giãn ra nhiều, các bạn chọn là 1.5 line cũng được nha. Ở đây tôi sẽ để là 1.3. Xong rồi, chọn vào OK này. Đó. Thì lúc này á, nó sẽ định dạng cho cái đoạn này. Nhớ là canh đều hai bên nha các bạn nha. Đó, các bạn muốn định dạng đoạn nào thì chúng ta quét chọn vào đoạn đó. Đó là định dạng chuẩn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ thiết lập ở mục normal này. Mỗi lần tôi muốn định dạng cho cái đoạn nào thì tôi chỉ cần là quét vào cái đoạn đó nha. Đây, bấm phải chuột vào normal này và tap home. Bấm phải chuột vào normal để tôi tạo ra cho nó một cái style nha. Rồi, ở mục format tôi chọn font là Thanh Niên Roman này. Kích cỡ chữ tôi sẽ chọn là 14 này. Ở đây tôi sẽ cho là màu đen. Rồi xong rồi, tôi sẽ chọn vào format này. Tiếp theo tôi chọn vào paragraph. Giãn đoạn tôi sẽ để là 6pt ở mục before. Giãn dòng tôi sẽ giãn 1.3 này. Rồi, thuộc lề đầu dòng, first line, chọn 1.27, OK. Rồi đây tôi sẽ chọn là canh đều hai bên nha, OK. Đó, mỗi lần các bạn chúng ta muốn định dạng thế nào, chỉ cần chúng ta quét chọn vào nó. Đây. Định dạng cái đoạn này, quét chọn vào nó. Đây. Thì nó sẽ lập tức là định dạng luôn. Đây. Nếu mà các bạn quét vào tiêu đề á, chọn vào normal này, thì cái tiêu đề nó sẽ mất đậm nha. Các bạn quét chọn và các bạn cho đậm lại nha. Đây. Đó, thì định dạng của nó đúng chuẩn luôn này. Bấm phải chuột chọn này. Đó, đúng chuẩn mà tôi vừa thiết lập lúc nãy nha. Đây, chỉ cần quét chọn này, normal, đó, quét đây,
normal. Đó, sau đó chúng ta vô đặt tiêu đề lại. Đó, chậm mà chắc nha. Đây cũng vậy. Tính được chúng ta vô đặt tiêu đề sau. Đó. Ctrl B này, Ctrl P. Đó cũng rất là nhanh nha. Quan trọng là định dạng của nó là chuẩn nha. Đây cũng vậy nha. Bấm vào đây. Đó, không cần phải chuột paragraph thì mất thời gian. In đậm dòng tiêu đề. Đó, cứ làm như vậy nha. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn các định dạng văn bản trong Word đúng theo nghị định 30/2020 của chính phủ. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.